Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình IT Today. Chương trình được tài trợ phát sóng bởi VNPT Nghệ An. Số phát sóng đầu tiên của năm 2017 sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin IT, điểm tin tức công nghệ thông tin truyền thông nổi bật trong tháng 1. Chính quyền IT giới thiệu về cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An. Hỏi đáp IT giải đáp về cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An. Phần cuối chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục thách thức IT. Còn bây giờ mời quý vị cùng cập nhật những tin tức công nghệ thông tin nổi bật trong tháng 1. Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến iGate đã chính thức được khai trương và đi vào hoạt động ngay trong những ngày đầu năm 2017. Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Công dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối mạng Internet. Các giao dịch khác trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ cũng được thực hiện trên môi trường mạng. Triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhằm hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, giải pháp đột phá về cải cách hành chính, góp phần quan trọng vào quá trình điều hành của lãnh đạo tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Bộ trưởng ghi nhận những thành tựu nổi bật của tỉnh Nghệ An, đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông của Nghệ An trong nhiều năm qua. Theo đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và các định hướng tuyên truyền, cung cấp những thông tin đa dạng và kịp thời. Bộ trưởng cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cần quy hoạch báo chí địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông cần tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng các chính sách, thực hiện các dự án thông tin truyền thông của địa phương. Thúc đẩy phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, điện thoại cố định. Cũng trong thời gian qua, trong tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành một văn bản mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ và định hướng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An, quy chế về đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An. Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, nếu quý vị đang sử dụng điện thoại thông minh có hệ điều hành iOS hoặc Android, có thể những ứng dụng sau sẽ hỗ trợ quý vị thêm nhiều thông tin bổ ích, cũng như có được những trải nghiệm thú vị hơn rất nhiều. Ứng dụng văn khấn với các bài văn khấn cổ truyền Việt Nam, ứng dụng thực đơn cho ngày Tết, ứng dụng lời chúc Tết, ứng dụng chụp ảnh ngày Tết. Thưa quý vị, sự kiện khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông ngày 10 tháng 1 vừa qua là một sự kiện đánh dấu bước tiến vượt bậc trong cải cách hành chính tại Nghệ An, đưa Nghệ An tiến gần hơn một bước đến xây dựng chính quyền điện tử. Để quý khán giả hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của cổng dịch vụ công trực tuyến cũng như những lợi ích mà nó mang lại, chúng tôi mời quý vị theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Đây là cách truyền thống để thực hiện các dịch vụ công. Quý vị đến các điểm giao dịch một cửa hoặc các sở ban ngành để nộp hồ sơ. Nếu thiếu, quý vị phải về để bổ sung và quay lại vào một lần khác, chờ đợi và nhận kết quả ngay tại điểm giao dịch. Còn đây là cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tức là đa số các dịch vụ công từ cấp độ 1 đến cấp độ 4 sẽ được thực hiện ngay trong không gian mạng với đầy đủ nội dung, thông tin, trình tự thực hiện, những hạng mục giấy tờ cần có trong hồ sơ. Quý vị chỉ việc ngồi ở nhà, truy cập Internet và thực hiện theo các hướng dẫn đầy đủ và tỉ mỉ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Khi hồ sơ được giải quyết xong, quý vị sẽ được nhận thông báo để đến nhận kết quả hoặc đăng ký nhận qua đường bưu điện. Kết quả sẽ được gửi về tận nhà. Cái cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/24, người dân có thể tiếp cận cái cơ quan chính quyền qua cái hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến những nơi có mạng Internet để nộp các cái thủ tục hành chính công. Không gian mạng thì là rất là thuận tiện cho người dân, bất kỳ cái thiết bị iPad hay iPhone chúng ta cũng có thể là sử dụng được các cái phục vụ người dân được tốt nhất. Bên cạnh đó thì các cái cơ quan cũng đã tiết kiệm được cái thời gian để mà nhận cán bộ có thể là xử lý hồ sơ bất kỳ lúc nào trong cái đang ở công tác hay đang ở nơi xa nếu có mạng Internet. Tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức là những lợi ích dễ thấy nhất từ việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nói riêng và các dịch vụ điện tử nói chung.
Bên cạnh đó, một trong những yếu tố mà người dân vô cùng quan tâm, sự công khai, minh bạch cũng được thể hiện vượt trội hơn so với cách thực hiện dịch vụ công truyền thống. Các cái thủ tục, các quy trình thực hiện thủ tục, các cái hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính được công khai, được hướng dẫn kỹ càng, không mập mờ. Cái truyền thống ấy, thì chúng ta nộp hồ sơ, người dân không biết những thủ tục ấy có những bao nhiêu loại hồ sơ. Khi thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến, các cơ quan nhà nước đã bắt buộc phải công khai các cái loại văn bản, các cái hồ sơ liên quan kèm theo thủ tục và các bước quy trình thực hiện từ bộ phận này qua bộ phận khác đã có cái bộ thủ tục dịch vụ công trực tuyến là cung cấp thời hạn xử lý bao nhiêu ngày, thì người dân sẽ biết được tại sao chúng tôi lại hồ sơ lên đó lại vướng mắc 3 ngày, 5 ngày mà lại chưa xử lý. Thì cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là phải có trách nhiệm trả lời cho công dân kịp thời. Đến nay, toàn tỉnh đã có 15 trên 17 sở, 21 trên 21 huyện, thành thị và 480 trên 480 xã đã hoàn thành việc khảo sát, cài đặt cấu hình và đào tạo, chuyển giao hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông, phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An. Tính đến ngày 5 tháng 1 năm 2017, có 4.619 dịch vụ công mức độ 1, 3.783 dịch vụ công mức độ 2, 883 dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4. Trên tổng số 4.619 thủ tục hành chính đã được cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ dịchvucong.ngan.gov.vn. Tuy nhiên, việc tạo ra cổng dịch vụ công trực tuyến và đưa vào hoạt động chỉ là bước đi đầu tiên. Con đường phía trước còn khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều, không chỉ đơn thuần theo đuổi sự phát triển của công nghệ mới hoặc chỉ chú trọng đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, mà phải cải cách bộ máy nhà nước, tối ưu hóa quy trình vận hành, mở rộng việc cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính đa dạng một cách thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Để quý vị khán giả hiểu rõ hơn về cổng dịch vụ công trực tuyến, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Phan Nguyên Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An. Đầu tiên thì xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho ông đó là cổng dịch vụ công trực tuyến là gì ạ? Cổng dịch vụ công trực tuyến tức là cổng dịch vụ mà người dân có thể tiếp cận với các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp. Trực tuyến ở đây được hiểu theo nghĩa tức là trên cơ sở cái hạ tầng viễn thông và phần mềm được cung cấp ấy, thì ở nơi nào có mạng Internet, người dân có thể truy cập vào cái địa chỉ của cổng dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ theo đúng các cái nội dung về dịch vụ công mà người dân cần đối với từng cơ quan cụ thể. Vậy thì để nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh thì cá nhân cũng như là các doanh nghiệp thì phải thực hiện như thế nào? Người dân có thể là căn cứ vào các cái quy định, quy trình của từng loại dịch vụ công, bao gồm các cái hồ sơ, giấy tờ, bản gốc, bản sao, và có thể gửi toàn bộ cái nội dung này trên cơ sở các cái mẫu biểu có thể download từ cái hệ thống phần mềm về, điền vào và gửi qua mạng đến cho từng cái địa chỉ trong cái cổng dịch vụ công trực tuyến. Trên cơ sở đó thì các cái cơ quan có liên quan căn cứ vào quy trình sẽ xử lý và trả lời. Cái bước tiếp theo là sau khi mà có được cái kết quả thì sẽ có thông báo đến cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó thì một cái thủ tục bắt buộc phải có mặt ở cái giai đoạn khi ta chưa có cái dịch vụ công cấp 4. Đó là người dân và doanh nghiệp cũng phải mang bộ hồ sơ gốc đến để đối chiếu với bộ hồ sơ số đã gửi qua mạng để cho cán bộ phụ trách ở đó đối chiếu và cung cấp cái kết quả cho người dân và doanh nghiệp. Công dân khi mà muốn tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thì phải thực hiện như thế nào thưa ông? Trong cái quá trình mà xử lý hồ sơ của các cơ quan có dịch vụ công từ cấp 3 trở đi ấy, thì khi nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa hoặc qua mạng ấy, thì đều cung cấp được một cái mã, và trên cơ sở cái mã đó thì người dân có thể là truy cập vào cái hệ thống phần mềm, ở đây là cái hệ thống iGate, để xác định được là cái trạng thái hồ sơ của mình, các cơ quan có liên quan xử lý hồ sơ của mình ở cái trạng thái thế nào. Thì đây cũng lại tương đối thuận lợi. Khi mà có kết quả thì là cái kết quả đó được thể hiện và người dân có thể là nắm được cái tình hình hồ sơ, tránh cái tình trạng tức là phải đến trực tiếp để mà tìm kiếm và hỏi xem thử kết quả nó thế nào. Một lần nữa thì cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng cuộc trao đổi vừa rồi đã đưa lại cho quý vị những thông tin hữu ích về dịch vụ công trực tuyến. Và chúng tôi xin được nhắc lại địa chỉ để quý vị truy cập khi có nhu cầu giao dịch các dịch vụ công, đó là dịchvucong.ngan.gov.vn. Và mọi dịch vụ được cung cấp ở trên cổng dịch vụ công trực tuyến thì đều đã được hướng dẫn rất tỉ mỉ, rất dễ hiểu và dễ thực hiện. Hy vọng là quý vị sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp với hình thức dịch vụ công trực tuyến này. Và phần tiếp theo của chương trình như thường lệ sẽ là mục thách thức IT. Đáp án câu hỏi thách thức IT tháng 12 là đáp án C, có 4 mức độ dịch vụ công trực tuyến. Xin chúc mừng chủ nhân số thuê bao 094-9996XXX đã giành được phần quà 1 triệu đồng từ VNPT Nghệ An. Câu hỏi thách thức IT tháng 1, địa chỉ chính thức cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Nghệ An là A. Một cửa.nghean.gov.vn, B. cổngnghean.gov.vn, C. chínhphủ.vn, D. dịchvucong.ngheean.gov.vn. Để tham gia trả lời câu hỏi, quý vị nhắn tin SMS tới đầu số 8088 theo cú pháp sau: ITNA, cách đáp án, cách số người có cùng đáp án. Ví dụ, nếu khán giả chọn đáp án B và dự đoán số người có đáp án giống mình là 100, sẽ soạn tin nhắn như sau: ITNA, cách B, cách 100, gửi đến 8088. Mỗi tháng sẽ có một khán giả trả lời đúng và dự đoán gần nhất số người có cùng đáp án nhận được phần quà trị giá 1 triệu đồng từ VNPT Nghệ An, gồm SIM và thẻ trả trước Vinaphone. Kết quả thách thức IT tháng này sẽ được chúng tôi công bố trong chương trình IT Today tiếp theo. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông và sự tài trợ của VNPT Nghệ An. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website truyenhinhnghean.vn. Chỉ vài ngày nữa là chúng ta sẽ đón Tết cổ truyền của dân tộc. Thay mặt những người làm chương trình, xin chúc quý vị sẽ có một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm và tràn đầy may mắn bên những người thân yêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.